Bạn đang cần tìm một quán hải sản tươi ngon khi ghé chơi Đà Nẵng? Vậy thì hãy thử ngay quán hải sản Cây Sung, nằm ngay mặt biển Mỹ Khê. Quán có địa chỉ tại số 176 đường Võ Nguyên Giáp. Đó, các bạn nhìn xem quán rất là đông nha. Bên kia là biển rồi. Đó. Đấy, buổi tối quán rất là đông. Bây giờ thì mình sẽ vào trong và quay cho các bạn xem những loại hải sản tươi sống mà quán đang hiện có nhé. Khi mà các bạn check trước một số quán hải sản để xem là giá cả hiện như thế nào ấy, thì ở một số quán hải sản thì hay ghi là theo giá, theo thời giá hiện tại. Đấy, ở đây thì mình đã đi quay lại một số loại hải sản cũng như là giá tại cửa hàng đang bán cho các bạn tham khảo nhé. Giá này thì là đã bao gồm chế biến nhé. Bạn như vòi ốc vòi voi 1650 này. Đấy, giá đã bao gồm chế biến rồi. Các bạn muốn ăn hấp, ăn nướng bơ hay là như nào đấy thì quán sẽ làm cho mình nhé. Giá này là giá đã bao gồm chế biến rồi. Đó. Hải sản ở đây thì rất là tươi nhé. Đấy, đa dạng cũng rất là nhiều loại. Quán này thì được mọi người review cũng khá là nhiều. Đó. Là mình sẽ đi quay một số con và giá kèm theo cho các bạn tham khảo. Đấy. Nếu mà thấy video này của mình hữu ích cho chuyến đi của các bạn thì đừng quên để cho mình một nút like, comment hay là chia sẻ bài viết để nhiều người cũng biết tới video này của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Anh quay vlog.